Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn và quý vị đến với chương trình bình luận về các bạn mà những siêu anh hùng đã quen. Vâng, khởi đầu chương trình chúng ta bắt đầu với thí sinh thứ nhất, đó chính là anh Nocono. Bạn thực sự muốn làm đàn ông đích thực, hãy ra sản phẩm của chúng tôi. Thế nhá. Điều nữa. Còn phần 2 đấy.